Ta muốn kiếm chè đậu để mua về cho Quyền nương. Con, cho con hỏi này cái, ở nhà mình á, chị bếp chị nấu chè còn ngon hơn mấy bà bán chợ ở đây. Mợ muốn ăn thì mợ vô kêu chị bếp nấu, mắc gì mà cậu phải mua vậy? Ta biết, nhưng mà Quyền nương thích ăn chè đậu lắm. Với lại sẵn mình ghé chợ rồi thì ta tìm mua để dành bất ngờ cho Quyền nương. À, con biết rồi nha. Cậu mua chè đậu về cho mợ là để mợ lúc nào cũng nghĩ cậu thương mợ và nhớ mợ, đúng không? Đúng. Rồi đi. Dạ. Gì vậy cậu? Đừng ơi. Đừng. Đừng mà. Đừng có bắt tôi mà. Nàng ơi, ta không bắt nàng đâu. Chẳng qua ta thấy nàng khóc cho nên muốn hỏi thăm thôi. Dạ, xin lỗi công tử. Em cứ tưởng bà phù hộ cho người đi tìm để bắt em về. Bà phù hộ tìm bắt nàng à? Nhưng sao lại bắt? Em mồ côi cha mẹ, từ nhỏ đã ở cho gia đình phú hộ làng bên. Bà phú hộ hà khắc, hay đánh người ăn kẻ ở, dù làm đúng hay sai. Thế bà ấy không vừa ý là bà ấy sẽ đánh người không nương tay. Khổ thân nàng quá. Thân con gái nhỏ nhoi mà phải chịu nhiều đòn roi như vậy. Gần đây bà ấy còn hay ghen tuông, kiếm cớ để đánh hành hạ em nữa. Em chịu không có nổi nên em đành phải bỏ đi. Tới nơi này em không có quen biết ai hết, cũng không có bà con thân thích. Em không biết em phải đi đâu nữa. Đã không có bà con thân thích, lại thân gái một mình, đi lang thang ở nơi này, lỡ gặp kẻ xấu thì nguy hiểm lắm. Chứ em không em biết ai đâu mà xin tá túc. Thôi được rồi, nàng đừng khóc nữa. Đi theo ta, ta sẽ tìm nơi cho nàng tá túc. Về nhà ta, lúc đó nàng sẽ không lo bị bà bá hộ bắt nữa. Ông nói thiệt hả? Cảm tạ ông để giúp cho em thoát khỏi cơ hoạn nạn này. Cậu, mình chưa có mua chè cho mợ cậu. Không cần mua nữa, về nhà đi. Vậy hả? Đúng đây. Nghe qua hoàn cảnh của em, ta rất là thương cảm. Cậu đây đã đồng ý để cho em tá túc thì ta cũng vui lòng. Từ nay em cứ gọi chúng ta là cậu mợ. Ta sẽ kêu già nhãn sắp xếp chỗ ở cho em. Em cảm ơn mợ đã thương tình cho em tá túc. Bây giờ em cũng không còn chỗ nào để nương tựa nữa. Xin cậu mợ nhận em làm tôi tớ trong nhà. Đây là tất cả những gì trong nhà em đều làm được hết á. Thôi, nàng tạm thời cứ nghỉ ở đây cho lại sức đã, rồi chuyện làm người hầu kẻ hạ trong nhà này thì từ từ tính sau. Quyền nương, chỗ ở của nàng ta thì tùy nàng sắp xếp, nhưng mà ta thấy ở gian sau có một phòng trống, hay là cứ sắp xếp cho nàng ấy ở có tiện không? Chàng đã nói như vậy thì thiếp nghe theo, để thiếp kêu người dọn dẹp. Được rồi, nếu mà còn gì chỉ dẫn thì nàng cứ làm đi. Ta vào trong nghỉ ngơi trước. Em ngồi xuống nghỉ đi. Em có đói bụng không?
Dạ, em đi mấy ngày đây nên thấy mệt quá. Chỉ muốn có chỗ để nghỉ lưng thôi. Dạ Nhãn ơi. Dạ. Dạ, thưa mợ kêu tôi. Dạ, sắp xếp dọn dẹp căn phòng ở phía sau nhà cho cô ta nghỉ tạm. Dạ thưa mợ, nhưng mà căn phòng đó là để cho khách đến chơi tạm nghỉ ngơi mà mợ. À, hay là để tôi thấy ở ngoài sau bếp đó còn một căn phòng trống để già dọn dẹp cho cô này tạm nghỉ. Khoan đã. Dạ, cứ dọn căn phòng ở phía sau nhà đi cho cô ta tạm nghỉ rồi tính sao. Dạ, mời cô theo tôi. Dạ, xin phép mời. Dạ thưa mợ, già đã gọi rồi mà cô ta cứ ở lì trong phòng à, không có chịu ra. Cô ta còn nói giọng ra nữa, nó mợ đừng có chờ, cô ta đang bận, lát nữa đó, rồi cô ta sẽ gặp mợ. Ả ta ngày càng quá quắt, ta đã đợi ở đây cả canh giờ rồi mà vẫn chưa chịu ra gặp ta. Cô ta chẳng những quá quắt mà lại còn lộng hành nữa. Cô ta không có coi người ăn kẻ ở trong nhà này ra cái gì hết á. Theo như già thấy, cô ta có nhiều cái biểu hiện bất thường. Sao sao đó mợ ơi? Ý già là sao? Già nói rõ hơn đi. Già để ý á, cứ hả dài canh giờ đó là cô ta cứ nhốt mình ở trong phòng, không có chịu ra. Không biết Ả này làm cái gì ở trong. Ta biết chuyện này rồi. Ta hối hận khi cho Ả tá túc ở lại đây. Từ khi Ả ở đây, cuộc sống gia đình ta bị xáo trộn. Ngay cả chồng của ta. Mà thôi, già vô gọi cô ta ra lần nữa. Nếu như cô ta vẫn không chịu ra, ta sẽ cho người phá cửa. Dạ. Tôi đang bận, chứ có làm gì sai quấy đâu mà mợ đòi phá cửa. Mỹ Xuyên, mợ là chủ của căn nhà này, sao cô lại nặng lời với mợ như vậy? Tôi không có nói chuyện với bà. Bà đi ra ngoài đi, tôi muốn nói chuyện riêng với mợ. Dạ. Vậy đi xuống bếp làm việc của mình đi. Dạ. Ta không quanh co với nàng làm gì. Ta gọi nàng ra đây để cho nàng biết nàng tá túc ở đây đã lâu. Ta nghĩ nàng nên dọn đi nơi khác ở. Ta không đồng ý cho nàng tiếp tục ở nhà này nữa. Cái gì? Mợ đuổi tôi ra khỏi nhà hả? Chỉ e là lúc tôi bước ra khỏi cái nhà này, mợ cũng không được yên với Ân Lan đâu. À không phải, mợ đã hỏi ý kiến của cậu chưa
mà dám đuổi tôi ra khỏi nhà. Nàng, nàng ngày càng quá quắt rồi. Nàng không còn là cô gái hiền lành, đáng thương của ngày nào đến đây xin tá túc nữa. Ta đã đối xử với nàng thật tử tế, vậy mà nàng cố tình quyến rũ chồng của ta. Nàng định lấy oán báo ân hay sao hả Mỹ Xuyên? Nếu mợ đã nói như vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa. Ân Lan si mê tôi, luôn tìm cách ở bên cạnh tôi. Mợ cũng thấy kia mà, sao mợ dám nói là tôi quyến rũ Ân Lan hả? Cô thật là trơ trẽn, mau dọn đồ ra khỏi nhà tôi. Mợ ơi, mợ tha lỗi cho em, mợ đừng có đuổi em ra khỏi nhà. Tội nghiệp em mà mợ. Có chuyện gì vậy? Cậu ơi, cậu xin với mợ là đừng có đuổi em ra khỏi nhà. Tại lúc nãy mợ có theo gọi em, mà tại em thấy trong người không được khỏe nên ra hơi chậm trễ, làm cho mợ bực mình, mợ định đuổi em ra khỏi nhà. Quỳnh Nương à, ta thấy lần này nàng sai rồi đó. Chỉ một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà nàng tức giận như vậy sao? Còn nàng nữa, mau đứng dậy đi. Quỳnh Nương, Mỹ Xuyên bây giờ đã là một người một nhà. Chính ta là người đã đón cô ấy về, thì cũng chỉ có ta là người duy nhất được phép đuổi cô ấy đi. Nhớ rõ chưa? Chàng đối xử với vợ mình như vậy sao? Còn đứa đó không lâu làm gì? Mau xin lỗi mợ, rồi mau chóng về phòng đi. Dạ, em xin lỗi mợ, em xin phép về phòng trước. Ân Lan, em muốn nói chuyện với chàng. Nàng không thấy ta đang mệt mỏi lắm hay sao? Có gì thì để ông khác nói. Nhà có kẻ ăn người ở, mợ phải nhọc công để làm cái gì? Đó là chuyện của ta, không liên quan gì tới nàng. Tránh ra cho ta đi. Tôi biết là mợ đích thân vào bếp nấu canh này cho Ân Lan. Mợ mong là mợ làm như vậy, Ân Lan sẽ thương hại mợ, rồi cho mợ chút tình dư thừa phải không? Ta không đòi chối với nàng, vì ta muốn trong nhà được êm ấm, chứ không phải là ta sợ nàng. Hơn nữa, ta danh chánh ngôn thuận, ta là vợ chính thức và là chủ nhân của ngôi nhà này. Sao không? Quyền Nước, nàng... sao nàng ác vậy? Em, nàng có biết nàng vừa làm cái gì không? Cô ta, chàng, tại mấy bữa nay em thấy sức khỏe của chàng không được tốt, nên là em có tự xuống bếp để nấu cho chàng miếng canh. Em vừa bước ra cửa thì thấy mợ, rồi tự nhiên mợ hất hết cái chén canh vô người em. Bây giờ em bị phỏng hết rồi. Mỹ Xuyên, nàng không cần phải nói nữa, ta đã chứng kiến hết rồi. Ta thật không ngờ nàng đau nhập quá. Thôi, về phòng đi, để ta chăm sóc cho nàng.
Ta thấy lão cứ nhìn ta chăm chăm. Hà cớ gì lại như vậy? Lão nói điều này không phải. Xin công tử đừng mắc lỗi. Lão cứ nói đi. Ta thấy người công tử đầy tà khí, coi chừng nguy hiểm đến tính mạng. Lão nói tà? Dĩ nhiên là nói công tử. Công tử sắp gặp nạn, ta e nguy hiểm đến tính mạng là điều khó tránh khỏi. Và lão sẽ chỉ ta cách tránh nạn và nhận tiền của ta chứ gì. Những trò lừa bịp này á, không gạt được ta đâu. Tin hay không là tùy công tử. Âu đó cũng là số phận. Ta cảnh cáo ông, không được ăn nói thằng bậy. Muốn đi kiếm ăn, đi chỗ khác, đừng hòng lừa ta. Để quên mất tập thơ nha. Chắc là lừa ta không được, cũng biết ngoan ngoãn đi chỗ khác kiếm ăn. Ủa cậu, sáng cậu kêu đi qua nhà bạn đàm thảo thơ hay là đối câu gì thua về sớm nhỉ? À, nói cho biết nha, ta không có thua ai bao giờ nha. Ủa chứ sao vậy? Chẳng qua là ta để quên tập thơ nha. Ở đâu vậy con đi lấy cho. Khùng, biết chữ mày đặt lấy. Nói ta đi. Con quên. Kia là Mỹ Xuyên sao? Sao lại xấu xí, đáng sợ như vậy? Hồ Ly, chỉ có Hồ Ly mới làm được chuyện này. Không lẽ ta đã ăn nằm với Hồ Ly sao? Xin lỗi nàng, ta ân hận lắm rồi. Thời gian trước đây ta đã tệ bạc với nàng. Nàng có thể tha thứ cho ta không? Em đã mơ hồ nhận ra điều gì đó bất ổn. Tai họa sẽ ập đến gia đình mình. Em chắc chắn là ả Mỹ Xuyên đó có bùa chúa mới khiến cho chàng si mê một cách điên dại như vậy. Nhưng em không ngờ ả ta lại là hồ ly. Phần em, tính mạng của chàng đang gặp nguy hiểm, ả ta sẽ không tha cho chàng đâu. Nàng nói ta mới nhớ, mới gần đây ta gặp một lão ăn mày ở chợ. Lão ta còn nói ta đang gặp đại nạn, sẽ nguy hại tới tính mạng nữa. Ông lão ở đâu? Chúng ta đến gặp ông ta đi. Chỉ nhìn sắc mặt mà biết là chàng sắp gặp đại nạn. Chắc chắn ông ta là một cao nhân, sẽ giúp được vợ chồng mình. Không được, không được. Lỗi của ta. Lúc đó ta không tin lão ta, đã vậy còn đuổi ông ấy đi nữa. Trời ơi, bây giờ biết ông ấy ở đâu mà tìm. Chàng phải bình tĩnh lại mới đối phó được với ả hồ ly.
Bây giờ em sẽ vô trình báo với sư thầy. Chắc chắn là sư thầy sẽ giúp được mình. Đúng. Vô gặp sư thầy. Ta và nàng cùng vào đó. Đi. Một mình em vô sẽ tiện hơn. Bây giờ chàng về nhà đi. Nhưng nhớ phải thật bình tĩnh. Như thường ngày để cho yêu quái đừng sinh nghi. Sẽ ảnh hưởng đến tính mạng chàng đó. Yên được à. Cảm ơn này. Ta về trước. Đúng. Ta những người không thù không oán. Nhưng người rất là xấu số gặp ta giữa đường. Ta không đủ đạo hạnh để làm người. Cho nên cứ dài canh giờ để có một gương mặt xinh đẹp để hoàn thành công khí. Ta phải hút nguyên khí và ăn trái tim của con người. Ta đã ăn được 99 tim của người. Người, tim của người sẽ làm ta hoàn thành công khí. Hồ Ly đã hút hết nguyên khí của người nên gia tăng sức mạnh. Lá bùa này không thể giết được nó. Bây giờ phải làm sao đây? Ta sẽ có được gương mặt xinh đẹp mà không cần đeo mặt nạ nữa. Ở nhà không? Ai đó? Ông ơi, cho con hỏi thăm. Nàng muốn tìm ai? Ông ơi, có phải là ông đã từng gặp chồng con ở chợ và ông đã nói là chồng con sắp gặp nạn đúng không ông? À, nàng là vợ của anh ta. Nàng đến tìm ta có chuyện gì? Ông ơi, con xin ông hãy cứu chồng con đi. Chồng của con bị một con hồ ly tinh. Nó quá phép thành một cô gái đẹp. Nó quyến rũ khiến chồng con mê mẩn. Con hồ ly đó, nó đã hút gần hết nguyên khí của chồng con rồi. Con hồ ly kia chưa kịp ăn trái tim của chồng con. Ông ơi, con xin ông hãy cứu chồng con. Chỉ có ông mới có thể cứu được chồng con thôi. Rất tiếc, ta chỉ là một lão ăn mày. Ta không thể cứu được chồng nàng đâu. Nàng hãy đi nơi khác mà tìm. Không, con biết ông là cao nhân nên mới biết chồng con sắp gặp nạn. Con biết là chồng con đã mạo phạm, nói những điều không phải với ông. Con xin ông hãy độ lượng mà tha thứ cho chồng con. Xin ông hãy cứu giúp vợ chồng con. Nếu không, con sẽ quỳ ở đây cho đến khi nào ông chấp nhận mới thôi.
Nàng gì ơi, nàng gì ơi, sao vậy? Ôi, nàng quỳ ở đây suốt đêm hả? Sao mà dễ dột vậy? Dầm sương cả đêm, không sợ bị cảm mạo hay sao? Ông ơi, nếu như không cứu được chồng con nguyện chết theo chàng cho trọn đạo. Chồng nàng si mê nhan sắc của con hồ ly, mà ruồng rẫy đối xử tàn nhẫn với nàng. Vậy mà nàng vẫn muốn chết theo hắn sao? Vì chàng bị hồ ly quyến rũ nên mới đối xử tàn nhẫn với con. Chứ trước kia chàng là một người chồng rất tốt, là một nam nhi chí hướng, ngày đêm ôn luyện đèn sách, theo đuổi con đường khoa cử. Nếu mà muốn cứu chồng mình á, nàng phải hy sinh cái trái tim của mình. Nàng có đồng ý không? Nếu phải chết để cứu chồng con xin chấp nhận. Ta đã thấu hiểu tấm lòng của con với chồng con rồi, ta đồng ý giúp con. Con cảm ơn. Con cảm ơn ông. Con cảm ơn ông nhiều lắm. Chàng tỉnh lại rồi. Ta còn sống sao? Chàng còn sống, chàng đã sống lại rồi. Thiên đã giết chết con hồ ly, đây chính là ân nhân và cao nhân của vợ chồng mình đó. Tiểu nhân, tiểu nhân đa tạ cao nhân. Tiểu nhân có mắt như mù, không biết tái sơn, đã mạo phạm tới cao nhân. Ơn cứu mạng này của cao nhân, tiểu tử này nguyện khắc ghi trong lòng không bao giờ quên ạ. Người cứu ngươi là vợ của ngươi đó. Nàng đã không ngại vất vả đi tìm cao nhân về cứu mạng của ngươi. Từ nay ngươi nên giữ phụ đạo, yêu thương và đối xử tốt với nàng ấy, vì nàng ấy là người vợ nhu mì hiền thục, đã hết lòng hết dạ với ngươi. Cảm tạ cao nhân đã nhắc nhở. Con biết mình là người ham mê sắc dục, cho nên đã gây ra nhiều phiền toái cho vợ hiền. Từ nay con nguyện chung thủy, một lòng một dạ với vợ hiền, cho trọn nghĩa tàu khác. Dạ bẩm quan. Dạ thưa đại quan, tới giờ lên công đường xử án rồi ạ. Dạ thưa quan. Người đâu? Dạ, có chuyện gì thưa thầy đệ? Cho người gọi ngũ tác tới ngay. Còn ngươi, chạy lên báo cho quan phủ. Quan bị chết rồi. Dạ. Trời ơi. Mới còn nửa năm mà có tới ba ông quan huyện chết tại chỗ này. Không biết tới khi nào mới tới phiên thầy đệ như ta. Kinh khủng quá.
Bộ chơi cờ với tôi bộ ông chán lắm hay sao mà ông cứ thở dài hoài vậy ông ba? Nè, coi chừng tôi chiếu tướng ông thua ráng chịu à. Tôi đang lo. Lo sợ thua tôi phải không? Không có. Tôi chỉ lo là từ nay không có quan huyện thì như rắn mất đầu. Không biết rồi sẽ ra sao nữa đây. Nó làm tôi bực bội quá, ăn ngủ gì cũng không yên hết. Ông bá ơi ông bá. Hả? Giờ này mà còn đánh cờ gì nữa, mau qua nhà bà Mười liền đi. Bà mới bị ăn trộm cắt mắt buồn chuối, bà đang la lối ôm sòm kìa. Cậu nói cái gì cậu mót? Mất trộm hả? Dạ. Trời ơi sao cái miệng tôi linh dữ vậy nè. Đó, ông thấy không, tôi nói có sai đâu. Bây giờ khổ một cái, tôi đâu có giỏi cái vụ mà truy tìm thủ phạm. Không đi thì bị dân nói, hơi mà đi tìm không ra cũng bị mắng vốn. Chắc tôi nhường cái chức trưởng làng này lại cho người khác cho rồi. Ông bá nè, hay là ông cho thằng Mẫn nhà tôi đi theo thử coi sao. Nó tuy ít tuổi nhưng mà thông minh lanh lợi, từ xưa giờ nó hay tìm giúp đồ thất lạc cho người ta dữ lắm. Biết đâu nó cũng giúp được cho ông cái gì đó. Ờ ha, sao tôi quên thằng con trai của ông chứ. Nó là thông minh nổi tiếng nhất làng mình. Vậy để tôi gọi nó cho ông nha. Gọi ra, gọi nó ra. Mẫn à, Mẫn. Dạ, cha gọi con. Người ta nói vết cát trên buồng chuối vẫn còn mới hả? Dạ. Nếu vậy thì là kẻ trộm là người sống ở quanh quẩn đây thôi. À, con đang nghĩ ra cách này rồi. Nếu chú bá tin tưởng con thì hãy làm theo con. Mọi người làm nãy giờ chắc cũng mệt rồi. Trưa rồi, rửa tay lên nghỉ ngơi chút đi mọi người ơi. Bà con cô bác mình nghỉ tay ăn bánh cho đỡ mệt rồi chút nữa làm tiếp nghe. Dạ đây này. Cô anh đây. Dạ đây. Đây, cái gì vậy? Chính là hắn. Gì vậy? Gì bà? Chuyện gì vậy? Mọi người ơi, đây là kẻ cát trộm buồng chuối của bà Mười nè. Ủa, vậy là sao? Mày ăn nói cho đàng hoàng nghe mày. Bằng chứng đâu á? Mày nói tao chặt trộm buồng chuối của bà Mười. Bộ mày nhìn thấy chính tay tao chặt hả? Thưa bà con, bà con hãy nghe tôi nói. Nãy giờ tôi và chú bá đây đi giáp vòng phát bánh cho mọi người. Nhìn thấy tay của mọi người đều sạch và trắng. Nhưng riêng tay của anh này có dính những vết đen. Bà con hãy xem đây. Trời ơi, trời ơi. Cái tay nó dính vậy. Như là mút vậy đó. Sao cậu? Mày đừng có ăn nó sầm bậy nha. Đây là bùn dơ. Nãy giờ tao ra đắp đê, tất nhiên là phải dính bùn đất rồi. Nè, ở đây tất cả mọi người ai cũng đắp đê nha. Tay ai cũng dính bùn. Nhưng sau khi rửa thì ai cũng đều sạch cả. Nhưng riêng tay của anh ta bị dính nhựa chuối, cho dù có rửa cũng không ra. Mọi người cứ kiểm tra tay của mình đi. Cậu Mót, đã phụ với cậu Mẫn dẫn hắn ta lên quan. Nhanh lên đã. Đi, mau đi lên quan.
Tôi xin ông đừng đưa tôi lên quan phủ mà. Tôi thừa nhận tôi chính là người chặt gỡ buồn chú của bà Mười. Tôi xin mọi người hãy tha cho tôi đi. Đừng giả tôi lên quan phủ nghe. Tôi xin mọi người á. Trời ơi, cái thằng Mượn vậy mà hay ha bà con. Cuối cùng cũng bắt được tên trộm. Nó thông minh ghê luôn á. Vỗ tay đi bà con ơi. Trời ơi, giỏi ghê ha. Bà đừng buồn nữa. Tụi con sẽ cố gắng tìm lại con gà cho bà nha. Trời đất ơi, nghèo còn mất mấy gà nữa. Thằng nào ác như thất đức dễ sợ à. Anh Mó bà, có chuyện gì vậy? Con Mẫn, cậu tới rồi. Cậu xem, bà ấy vừa mới mất một con gà. Không biết ai mà ác nhân thất đức như vậy nữa. Lấy đâu không lấy, nhè người già cả. Nghèo rớt mồng tơi như bà cụ đây. Thiệt là tội nghiệp. Bà phát hiện mình mất gà lúc nào? Mới vừa tức thì đó con. Bà mới vô uống miếng nước, trở ra thì mất tiêu con gà. Vậy bà mất mấy con? Có một con à. Nhưng mà con gà trống bà nuôi nó từ hồi nhỏ xíu lận á. Bà mong cho nó lớn từng ngày à. Bán đi để lo cho thằng Tèo nó đi học. Chứ kiếm làm gì hết rồi, mất tiêu rồi. Không biết ai mà ác dữ vậy, không biết nữa. Cô Mẫn ráng giúp đỡ bà cái. Đúng rồi đó, cái đàn gà. Anh Mót nè. Chị Cô Mẫn, phiền anh kêu thêm vài người nữa. Chặn ở hai đường đầu lại. Nhớ đừng cho ai đi qua hết. Còn anh chạy đến miếu thần quan giúp em một chuyện này. Em đã có cách tìm ra thủ phạm rồi. Em đã có cách. Dạ. À, anh biết rồi, anh đi liền. Làm theo được rồi. Đi đâu vậy? Dạ, bẩm đại nhân, có ông bá trưởng làng Thủy đến cầu kiến. Mời ông ấy vào. Dạ. Chắc là ông ta lại tới đây để than vãn, nhờ ta tâu lên hoàng thượng bổ quan về đây. Thiệt là nhức đầu. Kính chào đại nhân. À, ông ngồi đi. Đa tạ đại nhân. Tình hình làng Thủy mấy hôm nay thế nào? Có còn vụ trộm cắp nào không? Dạ bẩm đại nhân, đúng là từ ngày quan huyện qua đời thì nạn trộm cắp có nhiều hơn trước. Nhưng từ lúc trong làng bắt được nhiều kẻ trộm thì bọn chúng không còn dám hoành hành nữa. Bắt được làm sao? Ta nhớ cách đây mấy ngày ông còn tới đây kêu ca, nhờ ta tới làng Thủy thị sát. Ông làm cách nào mà bắt được hay vậy? Dạ chẳng giấu gì ngài, tất cả là cũng nhờ vào một người ở gần nhà của tiểu nhân ra tay giúp đỡ. Thằng bé nó tên Mẫn, tuy không học hành đỗ đạt gì nhưng nó rất thông minh và hay chữ. Chính nhờ sự suy luận thông minh sắc bén của cậu ấy á, nên tiểu nhân đã nhanh chóng bắt được kẻ tình nghi. Và tiểu nhân chỉ cần dọa là đưa lên ngài tra xét, là bọn trộm cúi đầu nhận tội ngay à. Ngươi thật biết cách hù dọa người khác. Mà cậu ta năm nay bao nhiêu tuổi? Con cái của nhà nào? Dạ, cậu ta năm nay vừa tròn 18 tuổi. Là con của ông Minh, ở gần nhà của tiểu nhân, thưa đại quan. Cậu ấy á, từ nhỏ đã nổi tiếng là thông minh lanh lợi. Cả làng ai cũng thương mến cậu ấy hết. Nếu mà không nhờ cậu ấy giúp á, thì tiểu nhân không cách nào tìm ra kẻ trộm. Kể cho ta nghe mấy vụ án đó coi. Dạ. Kìa kìa, cậu Mót về kìa. Nè cậu Mẫn,
Xin phép bà con, mỗi người hãy rút một que tre ra. Ờ, để làm gì vậy? Không biết nữa. Làm gì vậy? Làm gì vậy ta? Chạy đi. Tôi đã biết ai là thủ phạm bắt trộm con gà của bà cụ này. Ai vậy? Ai vậy? Bà con nghe đây. Theo như lời bà cụ này, bà chỉ vừa mới mất trộm ở đây thôi. Vì thế kẻ trộm vẫn còn lanh quanh ở trong xóm này thôi. Thậm chí là một trong những người đang đứng ở trong đây. Trời ơi, phải không vậy? Đừng có ăn trộm nữa hả? Ông đúng không? Hay vậy? Bà con hãy bình tĩnh. Tôi đã nhờ anh Mót đây đến miếu thần hoàng để xin quẻ. Thần đã đồng ý giúp chúng ta tìm ra thủ phạm bằng cách là ban cho chúng ta những quẻ tre này. Tất cả bà con, mọi người đã cầm một que tre. Trong một khắc, kẻ nào phạm tội ăn trộm thì thần sẽ cho que tre này dài ra một đốt ngón tay. Trời ơi, thần kỳ vậy hả? Thanh quan của làng mình rất linh thiêng, bà con cũng biết rồi đó. Trời ơi, sao hay vậy ta? Ăn cắp là biết liền đó nha. Bây giờ tất cả mọi người hãy cầm que tre và nhắm mắt lại. Bây giờ mọi người hãy mở mắt ra và để cái que lên lòng bàn tay của mình. Anh này chính là người đã bắt trộm con gà của bà. Cậu đừng có vu oan cho tôi nha. Bộ chính mắt cậu nhìn thấy tôi lấy con gà hay sao mà đổ tội tôi ăn trộm? Mọi người hãy nghe đây, do tên trộm này tự tố cáo mình chứ thần hoàng không có mách bảo gì cho tôi cả. À, thì ra là vậy. Tôi chỉ giả bộ hù dọa thôi, thì hắn sợ cây tre của mình sẽ dài ra thêm một đốt ngón tay. Cho nên là hắn đã lén bẻ que tre này ra. Cuối cùng que tre này đã ngắn hơn mọi người rất nhiều. Trời ơi. Thì ra là ông sợ ông bẻ ra. Giải anh nói đi bà con. Anh nói đi bà con. Bà con cứ bình tĩnh, cứ đem hắn lên cho cụ bá xử lý, để hắn giao trả lại con gà cho cụ bà. Đúng rồi. Giải hắn đi. Đi đi bà con. Mẫn à, cảm ơn con nhiều lắm nha. Dạ, không có gì đâu bà. Em thông minh thiệt đó Mẫn. Một lần nữa lại nhờ em nên người làng mới tìm ra kẻ trộm trả lại con gà cho bà ấy. Cũng nhờ anh và bà con ở đây giúp đỡ em nên em mới mau chóng tìm ra thủ phạm như vậy. Thôi, bây giờ cũng đã trễ rồi, con xin phép cụ con đi. Anh Mót, anh có gì cùng em không? Anh cũng về luôn. Dạ, vậy bà vô nghỉ ngơi đi, đi mệt. Ừ, bà cảm ơn con nhiều lắm. Ừ, con đi cẩn thận nha. Mình đi. Tôi về nghe. Dạ, chào cậu. Hay, hay lắm. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Bản thân ta hay các quan khác cũng chưa chắc nghĩ ra cách luận tội thông minh như vậy. Dạ. Ta nảy ra một ý này. Bây giờ ông hãy về đi. Ta có cách để làng này có quan huyện mới rồi. Ờ, đã có người chịu về làng thủy rồi sao đại nhân? Chưa đâu. Dạ, tiểu nhân chưa hiểu lắm. Ta sẽ thảo một bản tấu xin hoàng thượng phê chuẩn. Dạ. Đó là cử một người dân của làng thủy tạm thời lên đảm nhiệm chức quan huyện. Chỉ cần người đó đủ 18 tuổi, biết chữ và được dân làng tín nhiệm, như vậy là tốt rồi. Nhưng khi được hoàng thượng phê chuẩn thì ông phải đề cử anh chàng đó. Nếu cậu ta có tài năng và đức độ thực sự
thì ta tin dân làng nhất định sẽ ủng hộ cậu ta thôi. Dạ. Còn bây giờ ông hãy về đi, nhưng nhớ phải giữ im lặng, đừng nói cho ai biết trước khi có chiếu chỉ của nhà vua. Ông rõ chứ? Dạ dạ, tiểu nhân đã hiểu. Dạ, tiểu nhân xin phép cáo lui. Dạ. Tiểu thư Cốc à, tính ra tôi với tiểu thư Cốc biết nhau cũng đã lâu lắm rồi ha. Hình như cũng 3 năm rồi thì phải. Đúng rồi, từ sau khi mẹ tôi mất là tôi gặp được Cốc luôn, nên tôi nhớ hoài. Lúc đó tôi trốn sau gụ rơm, tôi khóc, tôi sợ cha tôi thấy, cha tôi sẽ buồn. Tôi khóc quá trời luôn. Ai về đâu, Cốc đứng kế bên nhìn, làm quê muốn chết. Mà lúc đó tôi nhìn Cốc thấy thương dữ lắm, toàn thân Cốc bị xây xát nhiều lắm. Cốc nằm im lìm bất động, giống như là gần chết vậy đó. Tôi nhìn Cốc vậy á, tôi cứ nghĩ là Cốc phải đi một chặng đường rất là xa để đi được đến đây để gặp tôi á. Sao, Cốc muốn nhảy lên đây để cảm ơn tôi vì tôi đã cứu Cốc đó hả? Có gì đâu nè, mai mốt á tôi mà gặp chuyện thì Cốc cũng sẽ giúp lại tôi mà, đúng không? Được rồi, tôi nói giỡn mà, Cốc đừng có để tâm tới nha. Thôi, Cốc nghỉ ngơi đi, chứ Cốc mà làm sao cứu được người. Nói chứ lúc đó tôi cô đơn buồn chán dữ lắm, nên có Cốc để tôi chăm sóc tôi cũng thấy vui nữa. Tuy Cốc không có trả lời tôi, nhưng tôi biết Cốc nghe tất cả những gì tôi nói mà, đúng không? Chỉ cần gặp Cốc, trò chuyện với Cốc mỗi ngày như vậy nè, là tôi vui lắm rồi. Sau này á, cho dù có chuyện gì đi nữa, Cốc đừng có bỏ tôi đi nha. Đừng có bỏ tôi đi giống mẹ tôi đó. Rồi lúc đó tôi cũng sẽ nhớ Cốc lắm. Mẫn ơi! Chết rồi, cha tôi về rồi. Cốc đi đi, hồng ấy là cha tôi thấy đó nhé. Mẫn à! Cốc đi đi Cốc, đi đi, nhanh lên. Đi đi, bắt công cha tôi thấy đó. Đi đi Cốc. Mẫn à! Mẫn! Dạ. Con đang nói chuyện với ai vậy? Dạ con đâu nói chuyện với ai đâu cha. Cha vô nhà rửa tay đi, rồi con dọn cơm cho cha ăn. Ờ. Dạ. Dọn nhanh nhanh, chứ cha đói bụng lắm đó. Dạ cha. Kìa ông bá ra rồi kìa. Ông bá ra rồi. Chào bà con, chào bà con. Dạ. Bà con ra đây đông đủ hết rồi phải không? Hôm nay tôi mời bà con ra đây là để thông báo cho bà con một tin quan trọng. Đó là thuận theo bản tấu của quan phủ, hoàng thượng đã đồng ý cho làng ta tự đề cử ra một người đủ tài, đủ đức và có uy tín tạm thời đảm nhận chức quan huyện. Tới khi triều đình cử quan huyện mới về thì thôi. Người này chỉ cần trên 18 tuổi, biết chữ, thông minh và đức độ. Bà con nào thấy mình đủ điều kiện thì cứ giơ tay ứng tuyển, hoặc là thấy ai đó đủ điều kiện thì cứ nêu tên ra. Người nào được nhiều người ủng hộ thì sẽ trúng tuyển. Bà con đã rõ chưa? Có thằng Mẫn, có ông Minh nè, thông minh, giỏi giang, lại vừa hiểu chuyện nữa. Vậy mình chọn cậu Mẫn nha. Mấy vụ mất trộm làng mình á, không có cậu ấy á, thì dễ gì bắt được tội phạm. Tôi chọn cậu Mẫn. Tôi cũng vậy.
Tôi chọn cậu Mẫn. Dạ tôi cũng chọn cô Mẫn. Tôi cũng chọn cậu Mẫn. Tôi chọn cậu Mẫn. Ủng hộ cậu Mẫn. Ủng hộ cậu Mẫn. Ủng hộ cậu Mẫn. Vậy dân làng hầu như tất cả đều ủng hộ cậu Mẫn đúng không? Đúng rồi. Thôi được rồi. Được rồi, được rồi bà con. Tôi cũng sẽ ủng hộ cậu Mẫn. Cậu Mẫn nè, cậu có muốn nói gì với mọi người không? Thưa bà con, chắc bà con ưu ái, thương con. Chứ bản thân con thấy con không có đủ giỏi để đảm đương cái nhiệm vụ này. Xin bà con hãy thông cảm. Thông cảm. Con hãy khoan, khoan hẳn từ chối. Con hãy về suy nghĩ đi, rồi ngày mai trả lời cho chú cũng được. Nếu như con không đủ giỏi á, thì bà con ở đây chẳng ai tín nhiệm con đâu. Con nhìn đi, cả làng đó ai cũng ủng hộ con. Vậy con là người xứng đáng nhất trong cái vị trí này rồi đó. Đúng rồi đó, làm đi cậu. Em mà không xứng đáng thì còn ai xứng đáng hơn nữa hả Mẫn? Đúng không bà con? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, vậy vài hôm nữa con trả lời mọi người được không ạ? Được. Vậy thì con cứ về suy nghĩ thật kỹ, rồi sẽ trả lời cho mọi người. Mọi người sẽ chờ con. Làm ơn làm chuối. Ôi, con là con làm chuối chuối đi. Hôm nay cái nải nào nó cũng ngon trơn cả. Bánh mới gói là con ngon lắm. Dạ cảm ơn. Làm ơn làm rồi ra bầu đi, ra bầu đi. Cô ơi, cái bánh này bao nhiêu một cái hả? À, 3 đồng một cái thôi à cậu. Dạ đây, cảm ơn cậu. Con gửi cho em nè. Từ từ thôi em. Nè em uống nước đi. Nhà em ở đâu? Cha mẹ em đâu mà phải đi ăn trộm như vậy? Em đâu phải ăn trộm đâu. Tại em đói quá nên em mới làm liều. Cha mẹ em đâu? Cha mẹ em không có còn tiền để trả nợ nên người ta bắt cha em đi làm phu dịch. Còn mẹ em thì bị bán vô nhà giàu để ở đợ cho người ta. Em may mắn em chạy trốn được. Mà tới đây thì đói quá cho nên. Sao cha mẹ không khởi kiện lên quan mà để họ hiếp đáp như vậy? Quan nào cũng đứng về phía người giàu có, cao sang. Còn nghèo như gia đình em thì làm gì có ai ngó tới đâu. Không phải quan nào cũng vậy đâu em à. Quan cũng có quan tốt và lo cho dân nhiều lắm. Từ trước tới giờ anh tốt với em nhất. Phải chi anh lên làm quan thì con nít tụi em có bánh ăn hoài luôn. Em nghĩ anh làm quan được hả? Được chứ. Anh hả? Anh vừa đẹp trai nè, anh vừa tốt bụng nè. Anh lên làm quan là được rồi. Mà bây giờ em tính đi đâu? Em vẫn còn người bà con xa ở làng bên kia. Bây giờ em sẽ qua đó ở nhờ. Khi nào em làm có tiền, em sẽ quay lại chuộc ba mẹ em ra khỏi nhà giàu đó. Em còn nhỏ như vậy mà có nghị lực ghê, giỏi lắm. Không ngờ trên đời này còn quá nhiều mảnh đời bất hạnh như vậy. Họ bị áp bức chèn ép như vậy. Nếu như mình ra làm quan thì có thể giúp cho họ xóa đi những chuyện bất công như thế này. Thank you.
Nhớ giữ gìn sức khỏe nghe chưa? Cha cũng giữ sức khỏe nha cha. Đi sớm đi con. Thưa cha con đi. Sao mình ngủ thiếp đi hồi nào không hay gì ta? Thì ra lúc ta ngủ thiếp đi, cốc dưỡng ở đây canh chừng cho ta ngủ sao? Cảm ơn cốc nhiều lắm nha. Cảm ơn tiểu thư cốc nha. Người đâu? Dạ. Tân quan huyện tới hồi khuya hôm qua phải không? Dạ phải. Tôi không ngờ tân quan huyện còn khá trẻ. Phải trẻ hơn tôi đó thầy đề ạ. Còn trẻ như vậy thì chắc cũng chưa đỗ đạt gì đâu. Chẳng lẽ vì không có ai chịu về đây cho nên quan phủ đưa đại một người đến sao? Chào thầy Đê. Dạ chào quan. Hôm nay có vụ án nào cần ta xử lý không? Hôm nay chỉ có một vụ mà lần trước quan huyện tiền nhiệm ông ấy không xử lý được, nên họ hẹn hôm nay sẽ quay lại để xử nè. Được rồi, khi nào họ đến mời họ qua công đường, ta đã sẵn sàng xử lý. Theo lời khai của hai người thì tấm vải này là do chính tay hai người dệt nên. Dạ phải. Tấm vải này là của tôi. Tôi đã thức rất nhiều đêm để dệt ra tấm vải này. Nếu mà ngài không tin á, ngài có thể tới hỏi chồng tôi là sẽ rõ. Dạ thưa quan, bà ta là người nói láo. Chính tôi là người vất vả dệt nên tấm vải này. Hàng xóm của tôi ai cũng biết tôi làm nghề dệt vải. Nếu mà đại quan không tin thì có thể cho người xuống tra hỏi sẽ rõ ạ. Thầy Đê, ông đã đến nhà từng người để kiểm tra khung cửa chưa? Dạ bẩm quan, rồi ạ. Cả hai đều có khung cửi và có loại sợi để dệt nên tấm vải này ạ. Vậy còn nhân chứng thì sao? Dạ thưa, người nào cũng có tay nghề dệt vải và hàng xóm láng giềng đều nhìn thấy họ dệt. Ai cũng có nhân chứng và vật chứng để chứng minh mình là chủ của tấm vải này. Hey, để ta xem nào. Nhà của người này cũng có khung cửi, cũng có sợi vải này. Nhà của người này cũng vậy. Ai cũng khẳng định mình là chủ nhân của tấm vải này. À, ta có cách rồi. Chỉ còn một cách duy nhất mà thôi. Ta sẽ xé đôi tấm vải này ra, chia cho mỗi người một nửa.
chị ơi. Sao đi chị? Cô á có công nhận không, từ lúc á thằng Mẫn lên làm quan huyện là làng mình yên ổn hẳn, đêm đêm không còn nghe thấy tiếng đuổi bắt trộm cướp nữa. Ừ, mà lỡ có chuyện trộm cắp nào á thì cậu ấy cũng sẽ tìm ra cái một à. Ta hiểu rồi, có muốn nhắc ta, thắng không được kêu, bại không được nản, phải không? Ta cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, đúng không? Đại nhân, người lại nhớ tới tiểu thơ rồi sao? 3 năm nay có ngày nào ta không nhớ con gái của ta đâu. Nếu nó còn sống thì bây giờ nó cũng đã 18 tuổi rồi. Đại nhân, xin người đừng buồn. Mặc dù lúc tiểu nhân vào đây thì tiểu thơ đã mất tích rồi, nhưng mà tiểu nhân tin rằng tiểu thơ vẫn còn sống. Làm quan để làm gì mà con gái ruột của mình cũng không tìm ra được nó? Xin đại quan đừng tự trách bản thân mình, ngài cũng đã làm hết sức mình rồi. Chẳng phải ngài đã từ bỏ địa vị cao hơn ở kinh thành để tới làng quê này vì mục đích là để tìm kiếm tiểu thư dễ hơn hay sao? Mà thôi, đừng nhắc đến chuyện này nữa. À, hôm nay là mùng mấy rồi? Dạ bẩm, hôm nay là 30 ạ. 30 rồi sao? Dạ. À, vậy là chàng thanh niên đó nhậm chức cũng được 1 tuần trăng rồi. Nhanh thật. Trưởng làng Thủy nói đúng, cậu ta quả là một thiên tài. Từ khi cậu ta về nhậm chức làng Thủy, các làng lân cận đều bình an. Ta chỉ mong sao cho cậu ấy không gặp chuyện gì xui rủi. À, hôm nay là 30 à? Dạ. Thôi chết rồi, ta quên mất, 3 quan huyện quá cố đều qua đời vào cuối tuần trăng. Dạ đúng rồi. Không biết có phải trùng hợp hay không, nhưng ta không muốn có chuyện gì xảy ra với cậu ta. Nè. Dạ. Người hãy mau tập hợp người qua bên Vinh Quang huyện bảo vệ cho cậu ta. Nhanh đi, kẻo trễ. Dạ đại nhân. Thank you.
Người đâu? Người đâu? Nguy hiểm đại quan. Không được đâu, đại quan nguy hiểm lắm. Được. Hầu như con rắn cứu con cốc chúng ta. Cốc, cẩn thận cốc. Coi chừng cứu con cốc đó. Mau giết nó đi. Dạ. Đem con rắn ra ngoài cho ta. Công à, công có nghe ta nói gì không? Hãy mở mắt ra nhìn ta đi mà. Ta năn nỉ cốc mà. Ta không thể mất cốc được. Cốc đã hứa là sẽ ở bên cạnh ta suốt đời mà. Cốc có biết là ta thương cốc nhiều lắm không? Tại sao cốc chết bỏ lại ta một mình chứ? Chàng thương ta thật sao? Con cốc của ta đâu rồi? Còn nàng, nàng là ai? Ta là tiểu thơ cốc đây. Chàng không nhận ra ta sao? Cô đừng có giỡn với ta nữa. Cô nói mau đi. Cô là ai? Tại sao lại vào đây được? Chàng không nhận ra ta thiệt sao? Vậy mà hồi nãy chàng vừa mới nói thương ta. Nàng là tiểu thơ cốc thật sao? Nàng không đùa với ta chứ? Dạ phải, ta không đùa đâu. Ta chính là cốc đây. Chàng đã ăn cơm chung với ta. Hả? Chàng trò chuyện cùng ta. Chàng đọc sách cùng ta nữa. Suốt 3 năm nay rồi. Vậy mà chàng không nhận ra ta sao? Nhưng mà hình dáng này là thế nào? Thật ra nàng là ai? Được rồi, để từ từ ta sẽ kể cho chàng nghe tất cả. Cô làm ơn, cô làm ơn. Cô làm ơn đi cô. Cô làm ơn đi cô. Cô ơi, cô. Thật đáng chê trách cho cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng lại thiếu lòng trắc ẩn đối với người nghèo khó. Cô sẽ bị biến thành con cốc có vẻ ngoài xấu xí. Cho đến khi nào tìm được tình yêu chân thành thì mới được hóa giải lời nguyền. Suốt thời gian ở trong lớp cóc, ta đã rất ân hận và cảm thấy xấu hổ về hành động khi đó của mình. Ta đã tuyệt vọng và chờ đợi suốt 3 năm nay. Cứ ngỡ là mình sẽ sống suốt đời trong lớp cóc xấu xí. Không ngờ là chàng đã xuất hiện và giúp ta trở lại hình hài này. Cảm ơn chàng đã yêu thương ta và chăm sóc ta bấy lâu nay.
trong lúc cấp xấu xí đó. Cảm ơn chàng nhiều lắm. Này đừng có cảm ơn ta. Trong 3 năm qua, nhờ có nàng bầu bạn nên ta cũng không có cô đơn. Nàng cũng vừa giúp ta thoát chết đó thôi. Vậy là coi như mình què nha. À, vậy câu trả lời của nàng là gì? Câu trả lời gì? Thì câu hồi nãy ta nói mà nàng nghe đó. Ta nói là ta thương nàng, còn nàng thì sao? Thiệt ra ta cũng thương chàng từ lâu rồi. Thật vậy sao? Chàng có muốn cùng ta sống tiếp phần đời còn lại không? Câu này phải để ta hỏi mới đúng chứ. Nàng có đồng ý không? À, chắc nàng nhớ gia đình mình lắm đúng không? Ngày mai ta sẽ đưa nàng về gặp gia đình nàng nha. Cảm ơn chàng đã hiểu cho ta. Ta nhớ và lo cho cha mẹ ta lắm. Ta mong là họ vẫn bình an, sẽ không vì đứa con bất hiếu này mà quá buồn phiền ảnh hưởng tới sức khỏe. Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ lên đường về thăm gia đình nàng nha. Cảm ơn chàng. Dạ, thưa đại quan, có quan phủ đến tìm ngài ạ. Được rồi, mời ngài vào đây. Dạ. Nàng hãy tạm lánh vào trong một chút nha. Vậy tiếp vào trong đợi chàng. Khi nào chàng xong việc thì chúng ta khởi hành. Dạ xin chào đại quan. Dạ xin mời đại quan. Thật là may vì cậu vẫn bình an vô sự. Nếu như cậu có mệnh hệ gì, chắc là ta và trưởng làng là người ân hận nhất. Hóa ra trước đây các vị quan huyện đều chết vào đêm 30 cuối tháng, là vì có rắn độc tấn công. Nay sự việc này cũng đã sáng tỏ, để mọi người không còn hoang mang nữa. Ta sẽ thảo một bản tấu, nói rõ công trạng của cậu cho hoàng thượng biết, và xin hoàng thượng phê chuẩn cho cậu chính thức làm chủ cái huyện đường này. Dạ đa tạ đại quan. Nhưng riêng chuyện này thì ti chức có suy nghĩ hơi khác ngày một chút. Ti chức biết mình chưa từng thi thố đỗ đạt công danh gì mà cứ ngồi làm quan tri huyện, thì có vẻ bất công cho những người vất vả học hành thi đỗ nhiều năm mới có được. Vì vậy trong kỳ thi sắp tới, ti chức xin được lên kinh để ứng thí. Tốt, tốt lắm. Hôm qua ta nghe kể, kẻ cứu cậu thoát khỏi con rắn là một con cóc đúng không? Dạ, thì chứ cũng rất bất ngờ. Nhưng không phải là một con cóc, là một cô gái đã ra tay giúp đỡ thì chứ cả. Sao? Một cô gái à? Cậu cứ mời người đó ra đây. Ta muốn cảm ơn người đó, bởi đã có công cứu quan quỷ của làng này thoát chết. Dạ. Thưa ngài, người ấy đây ạ. Dạ, kính chào đại quan. Cẩm Tú, có phải là con không Cẩm Tú? Dạ, con đây thưa cha. Cẩm Tú, con gái của cha, Cẩm Tú. Cha nhớ con lắm. Cẩm Tú, cha vui mừng lắm. Đã lâu lắm rồi ta chưa có một ngày vui như vậy.
Bây giờ ta vừa tìm được con gái cưng sau bao nhiêu năm thất lạc, lại sắp có thêm một chàng đệ quý thông minh tài giỏi. Bây giờ mình hãy mau trở về gặp mẹ đi, con nhớ mẹ lắm. Phải trở về gặp mẹ thôi. Đi liền con à. Ta sẽ về gặp mẹ, rồi ta với mẹ con sẽ tìm ngày lành tháng tốt để mà tổ chức hôn sự cho hai con chứ. Đi, đi thôi con. Đi. Dạ. Mời cha. Dạ. Tốt quá. Dạ, con mời cha. Dạ, uống đi. Dạ, con mời cha. Cố lên nha. Trời ơi là trời. Nè bà Tư, bà bỏ gì trong bao mà nặng dữ vậy? Bộ bà nhét đá ở trong hả? Tôi lôi, trời ơi, tôi lôi cái bao của bà xong rồi tôi muốn trẹo cái vai luôn nè. Mày đừng có làm biếng làm nhát. Thằng Lành á, nãy giờ nó vác cái bao chạy ra chạy vô cả chục lần, nó đi ro ro, có sao đâu. Còn mày nha, mày lựa cái bao nhỏ nhất rồi, vậy mà mày còn thăng trời thăng đất cái gì nữa. Nó khác tôi khác, sao so sánh được. Dì có biết là cái lưng của tôi nó đau lắm không? Ê, trời, nhắc cái là đau nữa nè. Nè nè, thôi đủ rồi nha. Đau quá muốn liệt rồi nè. Đau nữa. Anh có sao không? Trời đau, tới đau còn dính vô nữa. Làm nè, cái lẹ đi. Nè, mày á, không muốn làm thì thôi, tao đâu có bắt mày tới đây đâu. Nếu mày làm biến như vậy á, thì ở nhà ngủ cho sướng đi. Làm thuê làm mướn chi cho nó cực. Dì Tư à, dì đừng có nói vậy. Tội nghiệp anh. Dạ. Kệ anh đi, anh nói chơi thôi mà. Có gì dì làm á, mai muốn cứ kêu tụi con làm nha. Nếu mà không phải dì con xin cho nó làm chung á, còn lâu gì mới cho nó làm. Đàn ông gì đâu mà làm biến thấy sợ à. Mà hai đứa bay á, có họ hàng bà con gì không? Mà con đi đâu cũng kéo theo nó hết vậy lạnh. Dạ, tụi con không có họ hàng gì hết. Tụi con á, là dân làng khác tới đây. Hai đứa con á, mồ côi cha mẹ từ nhỏ rồi. Tụi con sống nương tựa từ nhỏ với nhau cũng lâu lắm rồi. Tuy không phải là anh em ruột, nhưng mà tụi con thương nhau lắm. Mày thương, mày nói thương thôi, đừng có dịnh vô cái vai tao. Tụi con chia ngọt sẻ bùi với nhau lắm, một hộp muối cũng chia làm đôi đó. Nè, anh mệt đó thì nghỉ tay đi, còn mấy bao ngoài kia để tôi làm hết cho. Vậy làm giùm anh nha. Trời ơi, à, cảm ơn nhiều. Chắc tôi thèm. Uống nước cho tụi bay. Ê, cái bánh. Ê tụi bay, ở làng kế bên á đang thuê muốn nhân công, hai tụi bay làm không? Bên làng thượng cũng như bên làng hạ thôi. Mấy người làng mình đi dài nói thật đó. Bên làng thượng á, toàn dân của ăn của để nên hào phóng lắm. Việc làm á thì nhẹ nhàng, sạch sẽ.
đâu có giống như bên làng hả? Làm đồng áng thì nặng nhọc, tiền nông thì chẳng bao nhiêu, chán lắm mày ơi. Vậy hả? Vậy ngày mai tụi mình qua bên đó thử xem sao. Ừ, nay á làng mình cũng không có việc, không mấy ngày mai mình qua bển mình kiếm việc đi. Xong rồi. Ờ, để dì đưa tiền nè. Dạ. Này con. Ủa, sao đang mệt mà thấy tiền chạy tới liền vậy? Ba đồng đây. Ừ. Ờ, của anh đây. Đi đi. Ủa, đứa làm nhiều đứa làm ít, sao con chia đều quá vậy? Dạ không sao đâu, tụi con anh em mà, không có so đo chuyện đó đâu. Dì yên tâm đi. Thôi đi về. Okay. Rồi mai mày có việc gì làm chưa? À, chưa nữa anh Khôn. Chắc là ngày mai á em phải ra chợ để coi có ai mướn gì không rồi mình làm. Ê, tao nghe nói xóm làng thượng với xóm làng hạ đang kiếm người làm đó, nhưng mà xóm làng hạ toàn mấy chuyện nhà nông mà việc nhẹ trả lương lại cao, còn bên làng thượng làm toàn chuyện nặng nhọc rồi đủ thứ hết trơn mà lương lại bèo bọt. Hôm nay á mày đã đỡ đần cho tao nhiều rồi, vậy thì ngày mai á mày qua bên xóm làng hạ xin việc đi, còn tao qua xóm làng thượng, vậy là coi như công bằng ha. Chia nhau ra mà đi, chứ hai anh em mình đi xin chung một chỗ á coi chừng người ta không nhận, mất công. Anh nói vậy rồi thì thôi, tôi nghe lời của anh. À, bây giờ mình về nghỉ sớm đi, sáng mai mình đi sớm cho kịp nha. Ừ, về đi. Chia tay ở đây rồi, anh Khôn đi mạnh giỏi nha. Ừ, tuần trăng nữa anh em mình gặp nhau. Ừ, tôi đi nha. Ừ. Anh ơi, cho tôi hỏi thăm, đây có phải làng thượng không? Đúng, nhưng anh đi nè. Về đi, ở đây không có tốt đâu. Gì vậy trời? Người gì đi như ma đuổi vậy? Mà sao ở đây nhà nào cũng đóng cửa hết trơn vậy ta? Ờ nè, anh làm ơn, anh đứng lại, cho tôi hỏi một chút. Tôi ở xa lắm, tôi mới tới đây. Ờ, anh cho tôi hỏi tại sao cái làng mình ai cũng đóng cửa hết trơn vậy anh? Trời, anh ở xa tới. Dạ. Nên mới dám ngồi ở đây. Ờ. Anh mau về đi, ở đây đang bị ôn dịch kinh khủng lắm. Mọi người đang khỏe mạnh, tự nhiên lăn đùng ra, nóng sốt, rồi đau bụng quằn quại. Nếu muốn sống á, thì anh mau đi đi. Anh nhưng mà sao tôi nghe nói ở đây đang cần người làm mà. Cần cái gì mà cần? Cần người chôn xác chết đó thì có. Anh mau đi đi. Đi đi. Khốn kiếp thiệt chứ. Cô chú. Dạ cô chú cho con hỏi, cô chú có cần thuê người làm không ạ? Mẹ ơi, cậu đến đúng lúc quá. Tụi tôi đang đầu tắt mặt tối đi nè. Ông. Hả? Ông kêu cậu ấy về nhà mình làm đi ông. Thì rất là mừng, cậu tìm đúng chỗ rồi.
Nhà tôi hai vợ chồng làm không có xuể. Tôi mau đi về nhà tôi mừng công chuyện. Dạ. Dạ chú Hai ơi, chú Hai, chú Hai, khi nào mà cậu ấy làm việc bên nhà của chú xong rồi á thì chỉ qua nhà tôi nha. Bên nhà tôi á công việc cũng đăng đăng đê đê mà thiếu người quá xá. Cậu ấy xong việc bên nhà tôi sẽ cho qua nhà cậu. Cảm ơn chú Hai. Mình đi thôi. Dạ em đi. Dạ. Nha. Dạ xong rồi. Anh Khôn, anh Khôn, anh Khôn. Ủa mày về rồi hả? Ủa anh về hồi nào vậy? Mới về mà mệt quá nên tao nằm tao ngã lưng một xíu, ai ngờ đâu ngủ quên mất tiêu. Lâu quá tôi mới được về nhà. Về nhà thật là thoải mái quá. Công việc của anh bữa giờ sao rồi, có tốt không? Tao cũng tạm tạm. Còn mày sao, kiếm được nhiều không? Cũng nhờ anh á, nhờ cái xóm nhà tranh cho em mà có nhiều việc để làm lắm. Làm từ sáng sớm tới tối mịt luôn mà vẫn chưa hết việc luôn. Được cái họ tử tế, trả công hậu hĩnh lắm. Anh coi nè. Anh coi nè. Anh nè, chỉ cần để dành thêm một thời gian nữa thôi, tụi mình mua được một miếng đất nhỏ nhỏ nha. Mình cất một căn nhà rồi mình trồng trọt, cấy cải. Lúc đó không phải lang thang phiêu bạc, không cần phải làm thuê làm mướn cho ai nữa. Anh thấy ông trời thương anh em mình đúng không? Ủa anh Khôn. Chả của mày. Trời, nói mày nghe, mày làm nguyên một tuần trăng như vậy mà trả có nhiêu đây? Là mày bị bóc lột rồi. Sao mày khờ quá vậy? Tử tế cái gì mà tử tế? Chỗ anh á, trả tiền gấp đôi gấp ba. Trời ơi, mà việc nhẹ nhàng, cho ăn uống hậu hĩnh, thấy không? Vợ bụng. Thật hả anh Khôn? Chứ gì. Vậy tôi mừng cho anh quá. Vậy vài bữa nữa anh có quay lại làm việc nữa không? Không. Không. Ý của tao ở đây á là không lẽ mình dành hết vận may cho mỗi mình hay sao? Tao tính vậy nè, cho công bằng anh em mình. Lần sau tao sẽ qua xóm nhà tranh, rồi mày á sẽ quay lại xóm nhà ngói của tao làm. Tao thương mày lắm mới nhường cái món ngon này lại cho mày đó. Cảm ơn anh nha, anh thiệt là tốt bụng. Có gì đâu, anh em với nhau mà. Vậy á, tôi xuống sau tôi nấu cơm nha. Ê, cất tiền kỹ kỹ. Tôi biết rồi.
ghế ủng hộ quán đi khách quan. Xin mời cô. Hồi nhớ qua nhà tôi là cái đống lúa nha. Ghế ủng hộ đi Quỳnh. Xin chào khách quan, xin chào. Sao đi đậu có nhiều vậy hả? Mời khách quan. Xin mời ghế quán ủng hộ, xin mời. Ghế ủng hộ đi. Dạ mời khách quan. Xin mời khách quan, xin mời Quỳnh. Ghế ủng hộ đi. Xin mời cô. Ghế ủng hộ đi. Anh ơi. Hả? Anh ơi cho hỏi thăm. Anh ơi cho hỏi là mình có mướn người làm không anh? Có chứ. Chúng tôi cũng đang cần đây. Nhưng mà anh làm được việc gì? Dạ, việc gì tôi cũng làm được hết á. Gánh nước, che củi, cấy lúa, cày bừa, nhổ cỏ, cái gì tôi cũng làm được hết á. Hay quá. Vậy theo tôi, mấy tháng trước bị dịch đâu có làm ăn được gì đâu. Bây giờ vừa hết dịch nên mọi người làm lụng trở lại nè. Nhưng mà nhân công đi hết rồi. Vậy cậu theo tôi về nhà tôi làm nha. Xóm này cũng thiệt là dễ thương như xóm trước vậy. Anh Khôn thiệt là tốt bụng đã nhường cho mình xóm này. Dạ được chứ. Mình đi nha. Đi bên này. Cậu lớn lẹ lẹ lên. Dễ ủng hộ đi. Dạ mời bà. Hôm nay bán được không anh Tư? Bán ế muốn chết luôn nè. Vậy tôi về trước nha. Bán được nhiêu đâu? Cô ơi cô. Hả? Cậu có mua gì không? Dạ không, con không có mua. Cho con hỏi thăm cô là cái làng của mình có cần thuê người làm không cô? Trời ơi, cái làng này vừa rồi hả? Bà con vừa mới thu hoạch vụ mùa xong nên đâu có chuyện gì nữa mà làm. Mọi người cũng bắt đầu đi qua những nơi khác kiếm việc hết rồi. Mướn người làm gì? Thôi cậu về đi, đợi mùa sau á coi có đỡ hơn không. Lúc đó có khi người ta cần người đó, cậu quay lại. Sao số mình xui dữ vậy trời. Thằng lành ở bên làng bên kia chắc chắn cũng trắng tay như mình thôi. Thôi, không đi làm thì mình đi chơi. Thôi, số trời đã định là mình được an nhàn rồi mà. Thử vận may của mình coi sao đã. Thả tôi ra đi. Ông ơi, ông chủ, ông làm ơn, ông cho tôi gửi đi ông chủ. Kỳ này tôi sẽ thắng, tôi trả hết tiền cho ông chủ. Ông làm ơn ông cho tôi lần này nữa đi ông chủ. Tôi xin ông đó ông chủ. Mày nghĩ tao ngu lắm hả? Mày ăn dầm nằm về ở sòng bạc này, mấy ngày nay có gỡ được đồng nào đâu. Nợ chồng thêm nợ, mày có biết số bạc mày nợ tao bao nhiêu rồi chưa? Biết. Nhưng mà ông làm ơn ông chủ, ông cho tôi một lần này nữa thôi. Một lần này nữa tôi gỡ được tôi trả hết cho ông mà. Tôi thề luôn, tôi gỡ hết tôi sẽ trả đủ. Tao cho mày biết, 3 ngày nữa mày phải trở lại trả đủ số tiền cho tao. Nghe rõ chưa mày? Tụi mày nhớ rõ mặt cái thằng này. 3 ngày nữa không đem tiền tới trả thì tụi bay xử nó y chang như cái thằng xóm bên. Dạ. Chết rồi, bây giờ mình phải làm sao đây? Thằng lành ở nhà nó nhiều tiền dữ lắm. Hôm bữa nó mới đi làm được quá trời tiền.
nó để tiền ở đâu ta? Anh Khôn. Anh, mày về rồi hả? Dạ, em mới về. Còn anh về hôm nào vậy? Mới vừa về tức thì. Nè, anh tìm gì vậy? Có tìm gì đâu. Mới vừa về thấy con chủ, nó chạy vòng vòng nhà vượt theo bắt nó. Thôi kệ đi anh ơi, bữa nay báo cho anh tin mừng nè. Nhờ anh nhường lại cái xóm thượng cho em á, mà bữa nay công an việc làm nhiều lắm. Em kiếm còn nhiều hơn lần trước nữa nè. Anh coi đi. Nè, coi đi. Anh thấy không, số em hên ghê đó. Nghe nói đợt rồi á, sớm họ bị dịch bệnh nên không có làm ăn gì được hết. Em đến đúng lúc họ vừa hết dịch bệnh, cho nên họ cần người dữ lắm. Nè, còn anh sao? Ở bên làng hạ của anh á, chắc trả công cũng được hả? Họ tuy là không có khá giả bằng làng thượng, nhưng mà người dân á cũng đàng hoàng tử tế lắm. Nói chung cũng được. À, em xuống dưới dọn đồ ăn lên, anh em mình ăn mừng nha. Em đem về nhiều đồ ăn lắm. Đi. Đúng là trời thương mình, số bạc này đủ cho mình trả hết nợ. Mình phải tìm cách lấy hết của nó mới được. Tìm khắp nơi không thấy, thì ra lúc nào nó cũng đeo bên mình. Cái thằng này khờ khạo vậy mà nó cũng cất kỹ ghê. Phen này mình giữ được mạng của mình rồi. Không được, nếu mình bỏ đi như vậy, sáng mai nó thức dậy nó sẽ biết chắc mình là người lấy. Tới chừng đó nó đi báo quan thì mình là người nguy. Không được, nếu đã như vậy mình phải mạnh tay với nó mới được. Thank you.
Lành à, tao phải làm việc này để giữ lấy cái mạng của tao. Mày có chết cũng đừng có trách tao. Mày đi rồi, sống khôn thác thiên phù hộ cho tao nha Lành. Không, bây giờ mình có khóc cũng không làm được gì, mình còn sống là tốt rồi. Bây giờ mình phải tìm cách kiếm người giúp mình mới được. Có ai trong nhà không? Có ai trong đó làm ơn cho tôi ngủ nhà một đêm được không? Có ai không? Thôi kệ, mình cứ vào trong ngủ tạm đi. Nếu gặp được chủ nhà, mình sẽ xin sau. Chắc là họ cũng thông cảm mà. Mình bị đi lạc mà. Căn nhà này bỏ hoang rất lâu rồi. Tao nghe được mùi ẩm mốc quá.
Nhưng mà không sao, có chỗ nghỉ chân là được rồi. Anh hai anh ba gì? Mình có mồi ngon, có rượu ngon, ngoài này trăng thanh gió mát, mình ngồi xuống đây mình nhậu luôn cho đã. Sao anh hai? Nhậu luôn. Nhậu luôn. Dỗ mặt khoan thôi. Đợi em một chút. Mau bày ra đi, tao đói dữ lắm rồi. Từ 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 từ. Đấy. Mời. Ôi tránh ra, đã tránh ra. Nhậu thôi. Rượu ngon thì tao phải thử trước. Từ từ, kéo lại. Ngon quá, ngon quá. Thơm quá. À, đủ ngon. Đây, mau ăn đi. Mày, cái thằng trước mày. Wow. Vô cái nào. Mới đó mà đã một tuần trăng rồi. Nhanh thiệt á. Chỗ hay anh, có gì vui không? Kể em nghe đi. Vui hả? Có chuyện này nè, nhưng mà cũng không có vui. Chuyện sao vậy? Kể đi, chuyện sao? Ta biết có hai người bạn, cha mẹ mất sớm, hai người gắn bó với nhau gần cả chục năm rồi. Vậy mà có một tên chỉ vì ganh ghét bạn mình giỏi hơn mình, vì bạn mình kiếm được nhiều tiền hơn mình, vậy mà hắn nỡ nào phóng hỏa đốt nhà, giết bạn mình để mà cướp của. May mắn tên kia không có chết, nhưng mà cũng bị mù rồi. Xem ra thật là ngốc nghếch. Giống như cái tên mù này, chỉ cần hắn lấy được nước suối tiên ở cuối khu rừng này rửa vào đôi mắt thì đôi mắt của hắn sẽ sáng lại thôi. Có vậy thôi mà cũng không biết nè. Nói về cái ngốc á thì đầy rẫy giống như nhà của ông Phú Hộ ở làng bên. Bao nhiêu năm nay bị con rết tinh nhỏ có nước giải độc vào trong cái giếng, vậy mà cả nhà không ai hay biết. Cả nhà ai cũng bị trúng độc hết, đặc biệt là của con gái nặng nhất, Năm Liệt Dương, đã mấy năm nay rồi. Vậy mà cả nhà không ai biết, để bắt con rết ở dưới tảng đá để mà giết nó đi. Ủa mà anh hai, lỡ mình giết con rết đó rồi thì cả nhà đó có khỏe lại không? Dễ ợt. Thì đi lấy cái nước suối tiên chỗ thằng ba nó chỉ nè, uống vô cái là hết liền. Đúng rồi ha. Sao họ nói chuyện hai người bạn giống như chuyện của mình vậy ta? Như chẳng lẽ anh Khôn lại là người phóng hỏa giết mình sao? Không, không đời nào đâu. Anh ấy không thể nào là người như vậy được. Mình không tin.
Đặt đi. Rồi, đặt đi, đặt đi. Đặt xong, lấy tay ra, nhanh. Đặt xong rồi, lấy tay ra, nhanh. Nè, khui. Khui. Ê, nè, hả. Rồi. Chẳng. Chẳng, chẳng. Chẳng, chẳng. Lẹ, chẳng. Lẹ, lẹ. Lẹ. Chẳng. Trời, lẹ. Trời. Thú hoài. Gom, gom hết, gom hết. Gom. Ông ơi, đừng đánh tôi nữa mà, đau quá, thả tôi đi, đừng đánh nữa mà. Đi vô. Ai đó? Có ai đây phải không? Có ai đây phải không? Tôi đây nè. Tôi có thể giúp gì cho cậu? Ông cho tôi hỏi, từ đây đến chỗ suối tiền á còn mất khoảng bao xa nữa? Thì cũng còn xa đó. Cậu cứ đi thẳng lên trên đỉnh núi rồi men theo đường mòn, độ nửa ngày là tới à. Cảm ơn ông. À, mình sáng mắt, mình sáng mắt thật rồi, mình sáng mắt thật rồi. Về chuyện hôm qua mình nghe là thật sao?
Mà nè, ông bà tôi á đang mệt, lại chán ăn, xanh xao vàng giọt. Còn tiểu thơ á thì nặng nhất, thuốc thang quá trời mà không thấy bớt. Cậu có chữa được không vậy? Tôi có thể chữa bệnh cho họ được mà. Anh mau đưa tôi về gặp họ đi. Anh theo tôi. Đây, ở đây nè. Nói về cái ngốc á thì đầy rẫy giống như nhà của ông Phú Hộ ở làng bên trong khu rừng đó. Bao nhiêu năm nay bị con rết tinh nhỏ có nước giải độc vào trong cái giếng, vậy mà cả nhà không ai hay biết, cả nhà ai cũng bị trúng độc hết. Đặc biệt là con gái nặng nhất nằm liệt giường, vậy mà cả nhà không ai biết, để bắt con rết ở dưới tảng đá để mà giết nó đi. Ủa mà anh hai, lỡ mình giết con rết đó rồi thì cả nhà đó có khỏe lại không? Dễ ợt. Thì đi lấy cái nước suối tiên chỗ thằng ba nó chỉ nè, uống vô cái là hết liền. À, xin mời. Bà ơi, bà uống đi bà. Cảm ơn cậu. Mình khỏe rồi. Sắc mặt con gái có biến chuyển kìa ông. Còn nó tỉnh rồi kìa ông. Con tôi tỉnh rồi, thiệt là mừng quá. Cậu ơi, cậu đúng là thần y. Cậu là ông trời ban xuống đây để mà giúp đỡ gia đình tôi. Tôi không biết tạ ơn cậu như thế nào nữa. Phải đó, không có cậu thì gia đình tôi không thể ở đây nói chuyện như vậy đâu. Tôi có nằm mơ
Tôi cũng không thể tưởng tượng ra nổi có con rết tinh sống bên cạnh cái giếng. May mà độc chưa có phát tán ra hết, nên tụi tôi mới còn mạng trở về. À, bây giờ cậu muốn tụi tôi thưởng cái gì, tụi tôi sẽ cố gắng đáp ứng hết. Dạ dạ, ông bà đừng có nói như vậy. Con không phải thầy thuốc hay là thần y gì hết. Con chỉ làm theo lời chỉ dẫn của người khác thôi, gặp may mắn giúp được cho gia đình mình. Nè, bà nhà tôi nói đúng đó, cậu đúng là ân nhân của gia đình tôi. Cậu muốn bao nhiêu, phải. Gia đình tôi cũng giúp hết. Chuyện tiền thưởng con đã nói ngay từ đầu rồi, con không có nhận đâu. Con tới đây không phải vì chuyện tiền thưởng, xin phép ông bà là con không nhận. Nhưng dù sao con cũng xin cảm kích tấm lòng của gia đình ông bà. Bây giờ gia đình mình khỏe hết rồi, cho nên con cũng xin phép được lên đường. Ủa, rồi cậu tính đi đâu? Thật ra con cũng chưa biết đi đâu hết. Đối với con, 4 bể là nhà. Ở đâu con cũng sống được hết. Giờ tính sao không? Không ấy, khoan đã, cậu ở lại ít hôm đi ha. Con ở lại e là không tiện cho ông bà. Có gì đâu mà không tiện chứ. Cậu phải ở lại đây chơi ít hôm, cho gia đình tôi có dịp còn bày tỏ lòng biết ơn với cậu. Tụi tôi mà để cậu đi liền, thiên hạ họ dèm pha chết luôn á. Cha mẹ tôi nói phải đó, anh đừng phụ lòng cha mẹ tôi. Ở lại chơi vài hôm rồi đi cũng được. Chị ơi. Dạ. Để tôi làm cho. Chị vô trong phụ ông bà đi. Dạ. 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 Có đâu đi ra đi. Đi. Cho tôi chút tiền. Chút tiền, đồ ăn cũng được. Tránh ra. Cho tôi đi chỗ khác. Tránh ra đi, chỗ tôi đang buôn bán. Tránh ra đi. Cô. Mày hả, cái đồ làm biếng hả? Cô xin tránh cô, ra đi. Con đi, đi. Quá, cô ơi. Tránh ra. Trời ơi. Chỗ người ta buôn bán, đi đi. Cậu dứt khoát muốn đi ngay hôm nay hay sao? Bộ gia đình tôi đối xử tệ với cậu lắm sao? Dạ không, không phải vậy đâu ông à. Tại hồi nào tới giờ con quen làm lụng, tay làm hàm nhai rồi, không có quen cái cảnh cơm bưng nước rót, cho nên thấy hơi kỳ kỳ. Cậu ngộ thiệt. Lần đầu tiên tôi mới thấy một người thích khổ thích cực như cậu. Mà thôi, tôi giữ cậu ở đây cũng cả tuần trăng rồi, cũng không thể bắt buộc cậu ở đây hoài. Tôi đồng ý để cậu đi, nhưng mà cậu phải nhận ở chỗ tôi một chút bạc để làm lộ phí, coi như tấm lòng của vợ chồng tôi, được không hả? Dạ không. Dạ không. Dạ từ đầu con đã từ chối rồi, cho nên bây giờ con không nhận đâu mà. Với lại tiểu thư đối đãi với con cũng rất là tử tế, đó cũng như là phần thưởng dành cho con rồi. Hay là cậu muốn vợ chồng tôi thưởng cái gì khác, cậu cứ nói đi, đừng có ngại nha. Dạ. Sao, cậu thích cái gì? Con nói ra ông bà đừng có giận con nha. Sao lại giận cậu chứ, cậu là ân nhân của gia đình tôi mà. Dạ, nếu vậy con xin nói thiệt, con đã lỡ thích tiểu thư nhà mình rồi. Nếu như ông bà không chê, con hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ cho tiểu thư suốt cả cuộc đời. Tuy là con nghèo thiệt, nhưng mà nếu con chăm chỉ làm việc thì cũng sẽ đủ sống ông à. Không được. Dạ. Riêng chuyện này thì ta không chấp nhận. Ta xin lỗi, nhưng mà ta buộc phải nói thẳng, ta rất quý cậu,
cái tính thiệt thà tốt bụng. Cậu cũng là ân nhân của gia đình ta, nhưng để làm rễ á thì là một chuyện khác. Thân phận của cậu và con gái của ta khác nhau, cho nên ta không thể nào tác hợp cho hai người được. Cậu có hiểu ý ta không? Với lại chắc gì con gái của ta chấp nhận cậu. Nếu con cũng thương ảnh thì sao? Ông, con nói cái gì vậy? Con nói cái gì mà cha nghe không rõ? Dạ thưa cha mẹ, con xin lỗi vì đã giấu cha mẹ chuyện này. Tuy thời gian anh Lành ở nhà mình không lâu, nhưng con cảm nhận được anh ấy là một người tốt, trung thực và nghĩa khí. Anh cũng là người cho con mạng sống này. Không có anh Lành thì tới giờ con vẫn là một cái xác không hồn, đang thoi thóp trên giường bệnh. Vậy thì còn ai xứng đáng làm chồng con hơn anh Lành nữa hả cha? Nhưng mà cậu ta không cha không mẹ, gia cảnh thấp hèn, làm sao mà xứng với con được? Vậy chứ mấy người có thân phận cao quý, họ đã ở đâu khi gia đình mình sa sút, khi con bệnh tật? Họ đã bỏ của chạy lấy người. Khi hay tin con bệnh liệt giường đó, cha không thấy sao? Với lại gia cảnh anh Lành như vậy đâu phải lỗi của anh ấy. Có ai mà thích mình mồ côi mồ cút hả cha? Con xin cha mẹ hãy suy nghĩ lại. Thôi được rồi, nếu mà con đã nói như vậy á thì cha cũng có ý này. Đúng là cậu Lành không thể thay đổi được hoàn cảnh xuất thân của mình, nhưng nếu cậu ấy chứng minh được cậu ấy là người bản lĩnh và đầy tài năng thì ta sẽ suy nghĩ lại. Ta chỉ có một đứa con gái duy nhất, nên để của ta dù không giàu thì cũng phải là một người giỏi giang và được nhiều người quý trọng. Sao, cậu dám nhận thử thách của ta đưa ra không? Nếu cậu làm được thì ta sẽ gả con gái của ta cho cậu. Dạ, xin ông cứ nói. Cậu nghe kỹ đây, làng của chúng ta đã bị hạn hán cả năm nay rồi, nên nông dân thì không thể trồng trọt cấy cày gì được hết. Nếu cậu giúp cho dân làng thoát được cảnh hạn hán thì ta sẽ đồng ý xe duyên cho cậu và con gái của ta. Cha, cha yêu cầu như vậy là quá vô lý. Nếu là người bình thường thì đừng làm rễ nhà này. Vậy nè, thôi ta vào trong nghỉ, ta nhức đầu rồi. Mai cậu có đi cứ việc đi, ta xin phép không tiễn. Mình vô bà. Dạ. Tiểu thư đừng tiễn nữa, cũng đừng lo, ta sẽ cố gắng tìm cách để giúp đỡ cho dân làng. Lúc đó ta sẽ trở thành người xứng đáng với tiểu thư. Anh nhớ bảo trọng nha, đã hứa là phải quay về với em đó. Em sẽ chờ anh. Ta đi nha.
Anh cả ơi anh cả. Ai? Ai cứu tôi? Anh có biết làm sao cho dòng suối ở làng Đinh có nước không? Tôi nghe nói dân làng ở đây đều bị hạn hán cả năm rồi. Trời ơi, tưởng chuyện gì, cái chuyện đó dễ ợt mà cũng hỏi nữa. Anh có thấy cái tảng đá to đùng trắng ngay chỗ con suối không? Chỉ cần là anh đẩy nó sang một bên thôi là nước sẽ lập tức đầy trở lại. Dân làng cứ tha hồ mà sử dụng. Vậy thì hay quá. Cảm ơn các anh nhiều nha. Mời ghé vô xem ạ. Có phải là hai vị đang chuẩn bị sắm đồ cưới phải không? Chỗ tôi á có nhiều loại vải đẹp lắm. Coi đi, hai vị vô coi thử đi. Mình đã sắm xong nữ trang rồi, chỉ còn thiếu vải may y phục thôi. Em thấy chỗ này cũng có nhiều mẫu vải đẹp, hay mình vô lựa đi anh. Hai vị vô coi thử đi, vải mới về đó, đẹp lắm. Dạ, màu này đẹp nè, màu mới đó. Màu này cũng đẹp nè. Dạ. Cái này cũng được. Dạ. Bao nhiêu tiền vậy? Dạ 10 đồng cậu. Dạ tôi gửi. Dạ cảm ơn cậu. Cảm ơn tiểu thư. Anh Khôn nè, anh Khôn à. Không lẽ nó vẫn chưa biết mình là người muốn giết nó hay sao? Anh Khôn, anh nghe gì không? Em hỏi cái gì? Là anh thật rồi, là anh Khôn thật rồi. Nhưng mà anh sao lại ra nông nỗi này vậy? Giới thiệu với anh, đây là vợ sắp cưới của em. Còn đây là anh Khôn, người bạn nói khố mà anh hay kể cho em nghe đó. Chào anh. Anh Khôn à, hay là mình ra quán nước còn nói chuyện nha. Chuyện em nói là thật hả? Bọn yêu tinh trong căn nhà đó tiết lộ cho em biết chuyện suối thần và chuyện của tiểu thơ đây sao? Dạ phải. Chứ làm sao mà em biết được mấy chuyện này? Sau khi căn nhà của mình bị cháy, em cứ tưởng anh chết cháy trong đó luôn rồi. Còn em á bị mù vĩnh viễn. Cũng may là gặp được bọn yêu tinh. À, mà lâu nay á anh đi đâu mà em tìm không thấy vậy? Em lúc mà cháy nhà em gọi quá trời, anh cũng không trả lời nữa. Lúc đó anh chui được ra ngoài, sau đó anh bị ngạt, anh xỉu mất tiêu. Rồi lúc anh tỉnh lại, anh tìm xung quanh, anh không thấy em đâu hết. Sau đó anh có nhờ thêm người đi tìm em khắp nơi luôn mà không có thấy. Anh nghĩ là em đã chết rồi, cho nên anh không có đi tìm nữa. Rồi sau đó anh cũng đi làm thuê làm mướn, sống qua ngày như trước giờ anh sống vậy đó.
Về hả anh? Em hy vọng là nói thiệt với em. Dạ, con cảm ơn cậu nhiều. Thôi, cũng trễ rồi. Vợ chồng em có việc nên xin phép về trước. Mình gặp lại sau nha. Xin phép mình anh. Về. Thằng Lành nó còn sống mà nó còn giàu, bây giờ lấy vợ đẹp nữa, thật là khốn kiếp. Tại sao kẻ cù khờ như nó cuối cùng lại chuột xa hủ nếp như vậy? Trong khi đó mình thông minh hơn nó, lanh lợi hơn nó mà toàn gặp chuyện xui xẻo. Được rồi, tối nay mình sẽ đi gặp bọn yêu tinh đó. Trời ơi, cái gì vậy? Sao anh hai đụng em? Đi đứng kêu gì vậy? Tại làm sao mỗi lần mà anh em mình nói chuyện với nhau thì qua ngày hôm sau có người biết hết chuyện mình nói. Nếu như mà ba anh em mình không nói thì chỉ có một trường hợp thôi. Đó là có một kẻ nào đó đang nấp ở đâu đây để nghe lén anh em mình nói chuyện. Em cũng nghĩ như vậy đó. Sao sao? Mình phải tìm cách bắt được kẻ đó chứ ta. Cả khu rừng rỗng như vậy làm sao mà tìm nó được? Ta có cách dụ nó tới. Đi ngủ thôi. Nghe nói nè, 1, 2, 3 ngủ. Ngươi khai mau, nhà ngươi đã đến đây rình chúng ta bao nhiêu lần rồi? Tôi mới đến lần đầu à, tôi có biết gì đâu. Mày xạo hả mày? Tại sao những bí mật của anh em tụi ta con người đều biết hết? Tôi không biết. Nói. Tôi không biết. Nói đi. Ngươi nhìn ta nè, nói. Là do lạnh, là do lạnh. Nói chuyện nhỏ được kìa. Tên kia. Dạ. Ngươi biết cái gì? Hãy khai mau. Tôi không biết. Tôi biết gì đâu mà khai. Hey, không biết gì hả? Nếu như nhà ngươi đã cố chấp như vậy thì ta sẽ dùng tiệc chiêu cuối đó nghe. Đừng khai. Thấy em chưa? Hay lắm. Chuyện là vậy. Đó, hết rồi đó. Là vậy đó. Hết rồi. Thì ra tên Lành đó đã nghe lén được bí mật về nước suối tiền. Để chữa lành mắt cho mình. Và chữa lành bệnh cho gia đình của Phú ông. Đúng luôn. Hèn chi mà cả nhà họ khỏe mạnh lại. Nhưng mà anh hai, tính ra hắn cũng giúp cho dân làng đó hết hạn hán. Tính ra hắn cũng làm tất cả mọi thứ
là vì người khác chứ đâu có mưu lợi cho bản thân mình. Mà em nghe nói tên Lành này tính tình rất thật thà, hắn không có tham lam tiền tài của cải gì quá trơn á. Nhưng tại sao hắn bị mù, ngươi có biết không? Là do cháy nhà. Hả? Cháy nhà? Sao ngươi biết? Thì tôi ở chung với nó. Thì ra là ngươi. Bọn ta cứ thắc mắc, không biết kẻ nào vô nhân tính đã cướp tiền, đốt nhà, rồi giết luôn bạn của mình. Bây giờ mới rõ bộ mặt của ngươi. Ngươi thật là nhẫn tâm vô nhân đạo. Người như ngươi không đáng sống trên đời. Mấy ông nói gì vậy? Tôi không hiểu gì hết. Tự nhiên đang nói chuyện thằng Lành rình mấy ông, bây giờ ông đem mọi chuyện đốt nhà làm sao? Im đi. Tuy ta rất ghét bọn nghe lén, nhưng kẻ lười biếng, đúng rồi, phản bội độc ác, người như ngươi ta lại càng kinh tởm hơn gấp ngàn lần. Phải, ngươi là đồ sát nhân. Tôi không có. Anh hai, bây giờ mình xử nó sao đây anh hai? Bây giờ cho dù mình có dùng hình phạt nào dành cho nó, nhưng mà nó đã biết được bí mật của dòng suối tiên thì nó cũng sẽ tới đó để chữa lành những vết thương đó thôi. Dòng suối đó chỉ có phép màu với những người hiền lương, còn những kẻ ác độc như hắn thì cũng chỉ là nước suối bình thường mà thôi. Tên kia. Dạ. Tội ác của ngươi trời không dung, đất không tha. Nhưng nếu giết ngươi thì chỉ làm bẩn tay của ta mà thôi. Đúng rồi. Ngươi đã làm những tội bất nhân thất đức, giết chết bạn thân của mình. Vì vậy tụi ta quyết định sẽ cho nhà ngươi mù vĩnh viễn, để cho ngươi cảm nhận được nỗi khổ của người bạn của ngươi mà đã từng trải qua. Đừng đừng mà, tôi xin mấy ông đừng có làm tôi mù mà. Đừng lại mấy ông, đừng mà, đừng lại mấy ông. Sao tôi không thấy gì hết vậy? Mấy ông ơi đừng bỏ tôi không thấy gì hết. Ai cứu tôi, ai cứu tôi đi, cứu tôi đi, tôi không thấy gì hết. Mấy ông ơi, đừng mà cứu tôi đi, đừng có làm tôi mù mà. Mấy ông ơi, tôi hứa từ nay tôi sẽ sống lương thiện, tôi không hại người nữa. Mấy ông ơi, mấy ông đâu rồi, đừng có bỏ tôi đi, đừng có bỏ tôi ở đây mấy ông ơi. Mấy ông ơi, mấy ông đâu hết rồi? Mấy ông ơi. Lại ông đi qua, bà đi lại cho tôi. Tôi xin vài đồng đi. Làm ơn đi. Làm ơn đi. Làm ơn đi mà. Cho tôi xin vài đồng đi. Tôi đói quá à. Có ai đó không? Làm ơn đi. Thank you.